một cái body như thế này nha. Gồm một cái body như thế này nha, nguyên một cái body như thế này. Và cái áo khoác có hai màu là màu hồng và màu đen. Chất liệu co giãn cực kỳ. Đây, mẫu này Phượng sẽ tặng cho những bạn chơi mini game nè. Mẫu này giá là 230.000 nha. Ghê vậy, 4 nít luôn hả? Chơi gớm thật ha, chơi 4 nít ai chơi lại. Rồi, qua mẫu nha. Mẫu này gồm nguyên một cái body rất là ôm form như thế này. Phụ đứng cho mọi người coi cái form của nó nha, cực đẹp luôn nha. Rồi, bạn nào lấy cái... Đây, phía sau nè em. Phía sau của nó này nha. Áo này là áo hai vai nha. Rồi, phần qua mẫu nha. Nguyên một set như thế này gồm áo khoác và một cái body rất là đẹp như thế này. Màu này, mẫu này có hai màu, màu hồng và màu đen. Hồi nãy Phượng mặc lâu lắm rồi, giờ Phượng sẽ mặc lại đàng hoàng cho mọi người coi cái form của nó nha. Rồi còn nguyên một cái áo khoác như thế này. Rồi Kiều Vi nè, kèm số điện thoại giúp chị Kiều Vi. Inbox địa chỉ cho chị để chốt đơn nha, inbox địa chỉ giúp Phượng nha. Kiều Vi nè, Kiều Vi đen 230 nè. Inbox địa chỉ giúp chị nha Kiều Vi ơi. Xét nha chị. Ồ. Kèm số điện thoại giúp Phượng nha Kiều Vi ơi. Inbox địa chỉ giúp Phượng. Rồi Phượng qua mẫu này nha. Mẫu này rất là đẹp luôn, chất liệu là khỏi chê luôn nha, không có ai đẹp hơn hết đó. Mẫu này rất là đẹp. Rồi Hoàng Thuận Nam này, để ghi số Kiều Vi nha. Mẫu này là của Kiều Vi nè. 0160168822710. Rồi ok, xíu có gì ship chị inbox thêm. Rồi qua mẫu nha. Có hồng nữa nha em. Để chị mặc màu hồng nè. Em thích lấy màu nào thì chị bỏ vô. Chị đỏ đỡ màu đen rồi, chị qua màu hồng nha. Màu hồng đây, màu hồng đắt nha, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Bạn nào nữ tính thì mặc màu hồng, còn bạn nào kiểu như thấy không. Rồi chị thử màu hồng nè. Cảm ơn Lâm Phạm nha. 65kg vừa không ạ? 65kg nhưng chị phải cao nha chị. Cái này co giãn, cực kỳ co giãn lên cũng vừa nha chị. Nhưng mà chị phải cao giúp em nha, đừng có luồn quá. Mét 5 là không có vừa nha. Đây màu hồng nha, màu hồng đắt nha. Rất là ôm form nha mọi người. Trời ơi, Phượng chắc phải lấy một bộ mặt quá đẹp quá. Không thể tưởng tượng rất là đẹp như thế này được. Đây là màu hồng nha. Bạn nào lấy màu gì thì lấy nha, tại Phượng nó rất là đẹp nên Phượng mặc đi mặc lại 2-3 lần luôn á. Rồi ai lấy màu hồng kèm với áo khoác nha, áo khoác này có mũ nha. Hải Âu ơi, có một bạn chơi máy nít lặng kìa. Cái quần đùi chị mặc 205 nha, Duy Nguyễn ơi. Quần chị còn đúng một cái quần da 205 nha. Rồi màu hồng nha, màu hồng đắt rất là nhẹ nhàng và đẹp. Rồi bạn nào lấy màu hồng nè. Nguyên một set như thế này rất là tôn dáng, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, có 230.000 thôi nha. Áo khoác này mình có thể mặc khoác khác. Rồi cùng qua mẫu nha. Cái mẫu này rất là ôm form, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Ở phía sau nó này, thấy nhìn không? Rồi em qua mẫu nha, không mặc mẫu này nữa. Mọi người ra hết trơn rồi, mọi người có nhiều bạn coi rồi á, mọi người chán mà ra hết rồi. Qua màu hồng nhé. Có màu hồng và màu đen. Rồi tiếp tục cái đầm ren này. Đầm ren đuôi cá nha. Mẫu này giá của nó là 220.000 thôi. Từ em sẽ qua cái đầm ren này. Đầm ren này là đầm ren đuôi cá nha.
Rồi 220 cái đầm ren này nha. Trời đầm ren đẹp ghê trời. Vải mềm cực mềm luôn. Cái đầm ren là 250, mua trên line là 220 nha mọi người. Cái đầm ren tráng đuôi cá này mặc đi đám cưới rất là xinh này. Đó. Rồi cái đầm ren này nè, chị cha tụi nó đừng quan tâm. Những khi chị bán hàng lâu rồi cái tiệm chị hết mất quan tâm với những thằng khôn mình bậy. Chị quan tâm những khách mua hàng thôi nha, đừng có quan tâm tụi nó. Cái này co giãn nhẹ, lớp trong là co là giãn nhẹ nha. Rồi cái đầm ren này rất là xinh, cực kỳ xinh luôn. Khoảng 55kg độ lại vừa nha. Đó, cái đầm ren trắng này mọi người có thể đi tiệc nè, đi đám cưới được luôn nha. Rất là xinh. Ở phía trong nó là co giãn, ở dưới là co cá, ở ngoài là ren nha. Năm mươi ba ký vừa nha Thủy Phạm ơi, cái mẫu này 55kg đổ lại vừa nha. Mẫu này em về chỉ có số lượng 7 cái thôi, tại vì đầm này hết rồi, chỉ còn khoảng 4 cái không, ở 4 cái này. 53, 54, 55kg vừa nha. Tùy chiều cao về chất nó co giãn, rang co giãn nha. Rang là rang co giãn nhẹ nha. Ở phía sau nó là hở lưng V nha mọi người. Đây. Rồi Phượng qua mẫu này nha. Phượng sẽ không mặc mẫu này nữa. Rất là nhẹ nhàng cá tính. Ồ, nhẹ nhàng thôi đừng cá tính. Nhẹ nhàng lắm, rang nhẹ nhàng cực kỳ. Rang đuôi cá nha. Cực kỳ đẹp luôn, co giãn nhẹ. Quần chị mặc còn một cái 205.000 nha. Rồi mẫu lịch vai này nè, có hai màu đen và trắng, thì về thêm màu đen nha. Mẫu này giá của nó là 250, mua trên line là 240, kèm màu đen và màu trắng ha. Có mọi người vô sau có nhiều mẫu đẹp, mọi người chưa coi được thì mọi người vào lại coi lại nha. Chứ vậy Phượng không mặc đi mặc lại nữa. Rồi mẫu đầm bèo lệp vai này Phượng có màu đen và một màu trắng nha. Mẫu này 250, mua trên line còn 220. Ồ, từ từ chia sẻ từ từ nha. Chứ đừng có chia sẻ nhiều, nó bị khóa tay đó. Phụ đã nói mọi người rồi, hôm qua nhiều bạn bị khóa rồi đó. Không chị ơi, váy trắng chỉ vai là maxi nha chị. Nhưng mà em không có váy trắng ngắn. Rồi đầm bèo lệp vai này nha. Đầm này bèo 250, mua trên line là 220 nha. Phụ có màu đen và một màu đen và một màu trắng. Rất là xinh, mọi người có thể nịt một cái bèo nhỏ nha. Cái bụng mình này mặc rất là xinh. Phượng bánh bèo cũng không có hợp. Vải voan cực rất là cực mát luôn. Vải này là vải voan nha. Rồi em mặc màu đen nha, em có màu đen và màu trắng. Mẫu này giá là 240, mua trên 250, mua trên là 240 ha. Rồi em qua màu rồi, em mặc nhanh nha, em còn rất là nhiều mẫu, hồi nãy nói nhiều quá. Vậy hả? Được xem hôm nay thấp quá. Rồi set thể thao mới về nè, set này hàng cao cấp nha. Set này 280, mua trên live phụ giá bớt 270 nha. Set này free size nè. Mẫu này là hàng mới về, 280, mua trên live là 270, bớt 10.000 thôi. Tại vì mấy mẫu này cao giá quá, Phượng không bớt nhiều nha. Còn mẫu nào 230 thì nó 230, bớt được thì bớt, còn mẫu nào cao quá Phượng bớt không được thì Phượng sẽ bớt khoảng 10.000 ha.
Mẫu này free size nha. Nói trước cái quần nó rất thoải mái luôn, mặc cực mát luôn. Mẫu này em chỉ có một màu hồng này thôi. Lúc nào cũng mặc quần lộn ngực là sao ta? Không biết thì sao luôn á. Ăn ở thế nào mặc quần lộn ngực hoài luôn á. Mẫu này 270 nha. Mua 280, mua trên like 270. Chờ phần xíu nha. Mọi người ơi, đang xem chờ phần xíu nha. Đừng có ra nha mọi người. Không em ơi, chị không có bán chân váy nha. Chị bán nguyên set. Có set, có set chân váy chứ không có bán riêng chân váy nha. Rồi cái áo này nè, là áo rút nha. Cảm ơn Na nha. Na chị đau mà đẹp gì nữa. Na chị mệt lắm, đau không sáng qua giờ sưng bút mắt luôn. Ai kéo tia nha. Kéo tia cổ chỗ này nè, cho mình rút vô nha. Tiền nào của đó nha. Chờ chị xíu nha, chị không mặc lại đâu em ơi. Chị mặc rồi. Cái này nha, mọi người mặc thoải mái cũng được nha. Mọi người có thể rút lại này, cái này có rút lại này nha. Có cái rút chỗ này, có cái eo nha mọi người. Đó, mẫu này 280, mua trên line là 270 ha. Cái đầm này vai chị có hai màu nha. Chị xíu nữa em vào like coi lại giúp chị đi. Thì chị không mặc lại nữa nha. Mẫu này chị mặc hơi chặt một xíu, tại vì ngực chị bự quá chị kéo không lên. Này lệch vai bèo nha em. Đó chị coi, cưa coi này, vải rất là đẹp nha. Hằng von nha em. Mẫu này 250, mua trên line là 240 nha. Rồi, bạn nào lấy set này, cái mặt mặc quần lùng ngực không mày trời. Để mặc lại cái quần coi, 2-3 lần rồi đó. Cái mẫu này rất là đẹp. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh nha em, ship hot toàn quốc. Đây đây, cái túi này phía trước rồi nè. Cái mẫu này full size nha. Nó trước rất là rộng và mát. Bộ đang mặc 280, mua trên line là 270 nha chị. Đây là hàng cao cấp. Bộ này full size nha. Ui đẹp quá trời ơi. Cái này chắc em lấy về em mặc mùa đông. Quần ba nha, 280 mua trên line là 270 nha. Đó mọi người thích thụng thì mọi người thả cái này ra, tại vì nó có một cái da chỗ này nữa nè. Đó thấy không? Cho mọi người rỉ ra nha, thoải mái nha. Thích dài thì thoải mái nha, còn thích rút vô, rút vô phượng nha, rút vô nè. Đó. Mẫu này có mặc được hai kiểu là rút vô và thả ra nha, tại vì nó có cái dây. Rồi em qua một, rồi chị lưu một bộ nè. Chị lưu yêu dấu một bộ nè. Em những khách quen của em toàn là mấy chị không à. Có mũ nha chị yêu, có mũ phía sau nè chị. Tóc em nhiều quá em làm biến đổi nha, có mũ nha chị yêu. Rồi chị qua mẫu, chị lưu bộ 270 nè. Hồng. Rồi em qua mẫu nha. Nóng quá. Mặc cái này rất là đẹp luôn á trời. Màu dịu vàng cực kỳ luôn. Hôm nay mình sẽ bán sơ thôi ha. Chị mặc xem. Hết hàng rồi bạn ơi. Thư gì nè, TD nè. Chị đặt hàng em lâu quá, hết hàng rồi chị ơi. Phát em đặt hết rồi, tại mẫu đó em đặt lâu rồi. Nếu bạn nào chưa thay thường mà ít xem livestream của Phượng thì vô livestream cũ để coi lại mẫu cũ. Cái thằng gì đó nè, cái đầu nó không có ốc hay sao ấy, để tao chặn đây. Học nói chuyện nè, cái mặt thì cũng sáng sủa mà nói chuyện như chó sủa vậy á. Chặn, phải không? Mình chặn để mình khỏi bị